Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần với ông Đỗ Duy Điện Ngày hôm nay, chào ông Điện. À, chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua, từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 26 tháng 4 thì tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có một cái buổi đón tiếp rất là đặc biệt với tổng thống Pháp là ông Macron. Thì chúng ta biết là cái mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Hoa Kỳ và Pháp là rất là lâu bền và rất là thắt chặt trong thời gian rất là lâu phải không đúng chủ? rồi và... à, trong lịch sử Hoa Kỳ thì uh, cái sự uh, tương quan giữa Pháp và Mỹ đã có từ thời lập quốc lại. Yeah. Uh, chúng ta biết rằng uh, khi mà tổng thống uh, đầu tiên của Hoa Kỳ đấy tức là tổng thống George Washington uh, mà cái chỗ mà ông Donald Trump đến cái nhà riêng đấy để mà mở cái bữa tiệc đầu tiên cho uh, chào mừng ông bà tổng thống nước Pháp uh, Emmanuel Macron đó là cái chỗ của ông tổng thống George Washington <laughs> thì đó là cái những cái tính toán ngoại giao rất là chi tiết chứ không phải là, là, là họ hời hời đâu là vì cái chỗ đó cũng là cái chỗ mà tướng Lafayette yeah. à, của Pháp đấy vẫn lui tới trước đây. À và chúng ta biết rằng cái tượng nữ thần tự do ở new york tức là một món quà của nước pháp tặng cho nước mỹ để tạ ơn nước mỹ đã giúp trong cái vấn đề à, à, đệ nhất thế chiến thì đó là những cái lịch sử nó gắn bó với nhau từ lâu rồi do đó cái chuyện mà à, tổng thống uh, donald trump đã đón tiếc tổng thống pháp một cách rất là trọng thể việc thứ nhất là tỏ cái tình uh, giao hảo giữa hai quốc gia trong một cả một quãng thời gian rất là dài. Cái thứ hai cũng là đáp lễ vì trong cái ngày 10 10 14 tháng 7 năm ngoái đó ngày độc lập của Pháp thì ông tổng thống Macron lúc đó lên mới đắc cử tổng thống đã mời ông Trump tới Paris để cũng được đón tiếp trọng thể và ngồi xem cái cuộc diễn hành ở cái đại cái cái đại lộ tại Pháp và đã lên cái tháp Eiffel để mà ăn ăn tối với nhau thì đó là những cái cử chỉ thân thiện giữa hai lãnh đạo của hai cường quốc đã ừ. có một mối quan hệ rất là lâu đời từ lập từ thời lập quốc tới bây ừ. giờ thì trong cái buổi gặp gỡ lần này có gì đặc biệt hơn so với những lần trước mà chúng ta thấy có sự chú ý ừ. của rất nhiều người trong cái buổi gặp gỡ cũng dĩ nhiên như là, là bề ngoài chúng ta nhìn vậy nhưng mà chúng ta phải đi tới cái nội dung tổng thống pháp qua đây nó có cái lịch trình làm việc và có những cái mục đích rất là rõ ràng chúng ta muốn hiểu thì xin lỗi quý vị muốn hiểu rõ hơn đó thì phải nhìn vào cái toàn cảnh của vấn đề âu châu và mỹ châu nói thật ra đó thì âu châu từ trước đến giờ vẫn không mặc dầu mỹ là yểm trợ tối đa để bảo vệ âu châu bằng cái nato tức là liên minh À, mình, à, mình ước bắc đại tây dương, bắc đại tây dương. Đó, nhưng còn âu châu người ta vẫn nói là một cái châu lục già và có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều vấn đề mà lại cần tới sự giúp đỡ của mỹ. Thế thì trong cái hội bối cảnh hiện tại đấy, thì âu châu đang gặp rất nhiều vấn đề và lại gặp cái áp lực của nga, nga lại xía vào âu châu để làm nghĩa là cho âu châu càng chia rẽ càng tốt và đồng thời cũng xía vào Mỹ. Do đó Tổng thống Donald Trump đang rất vất vả và những người chống Tổng thống Trump thì nói là ông này liên hệ với với Nga để được đắc cử vân vân gặp rất nhiều vấn đề. Thế thì Tổng thống Pháp qua đây nó có một số những cái hồ sơ hết sức là quan trọng. Cái hồ sơ thứ nhất là vấn đề kinh tế, tức là cái vấn đề giao thương giữa Mỹ và khối EU, tức là Âu Châu đấy. Bởi vì tổng thống pha tổng thống mỹ cho rằng là trong suốt cái quá trình mấy chục năm qua thì khối âu châu đã giao thương với mỹ bất cân bình và mỹ thiệt thòi quá do đó tổng thống donald trump là muốn giải quyết cái chuyện công bằng với nhau có qua có lại công bằng đặc biệt là vấn đề thuế của sắt nhôm đó là một hồ sơ hồ sơ thứ hai là muốn kéo Mỹ trở lại trong cái uh, khí hậu, cái cái uh, gọi là, là môi trường mà uh, Tổng thống Mỹ đã rút ra, tức là cái cái uh, đã họp ở Paris thì Tổng thống Mỹ đã rút ra. Cái thứ ba là bàn tới cái vấn đề thỏa thỏa thuận với Iran về vấn đề giới hạn vũ khí nguyên tử. Uh, đó là ba cái hồ sơ lớn. Còn những cái vấn đề khác nó nhỏ. Ba cái hồ sơ đó thì tổng thống pháp cố gắng thuyết phục à, cái cái là đang hiện tại là cái Syria tức là cái chiến tranh Syria thì thật sự ra Syria đó là một cái cuộc của, của, của địa phương của vùng Trung Đông nhưng mà tổng thống Donald Trump là muốn rút ra bởi vì ông thấy rằng là trong suốt cái quá trình mà người Hoa Kỳ đã tham dự vào cái cuộc chiến ở Trung Đông đã tiêu hết hơn 7.000 tỷ Mỹ Kim mà không đem vì cái lợi lộc thành ra Tổng thống Donald Trump muốn rút, rút đi. Thì Tổng thống Pháp cho rằng là nếu Mỹ rút đi, thì bỏ trống một cái chỗ để cho Iran và những cái đám à, Hồi giáo quá khích đó, lại nổi lên và nó vẫn tạo ra cái sự bất an cho toàn thế giới. Và à. um, ông Tổng thống Pháp rất là mong muốn... Um tổng thống donald trump trở lại với những cái đó. chương trình mà ông đã đưa ra <laughs> thì thì đó thì riêng cố cái cố gắng vấn, thuyết phục vậy? cái mà có thể là nóng nhất đó là cái vấn đề thỏa thuận iran giữa những quốc gia gồm có um, yeah. trong ấy có mỹ yeah. và nếu mỹ rút ra thì cái cái nguy cơ đó, đó là cái nhìn của âu châu cái nguy cơ là iran sẽ phát triển vũ khí nguyên tử và tất cả thế giới đã khốn đốn với bắc hàn Bây giờ thêm cái anh Iran đó, Mà nó lại có vũ khí nguyên tử nữa Thì cả cái vùng Trung Đông sẽ bất ổn đó, Sẽ bất ổn Vậy thì ông muốn là Mỹ phải rút ra à, Mỹ phải trở lại Nghĩa là đừng đừng có rút ra, đừng có bỏ cái đó Nhưng mà đối với Tổng thống Mỹ Thì ông có cái lý luận của ông như thế này Đối với Iran đó Cái thỏa hiệp năm 2015 à, 2015 đó là một cái thỏa hiệp xấu Là vì ngoài cái vấn đề à, gọi như giải tỏa cái ngân khoản mà trước đây Mỹ giữ lại đó là 150 tỷ Mỹ Kim cho Iran đồng thời phải trở qua Iran là một, một tỷ rưỡi tiền mặt đóng thùng trở qua nhé thì đó là cái mà không thể chấp nhận được và cái hơn nữa là cái trong cái hiệp ở cái không có rốt ráo là phải chấm dứt toàn bộ mà chỉ kéo dài cái thời gian ra thôi mà kéo dài thời gian đấy thì bất cứ lúc nào Iran cũng có thể trở lại để mà uh, gọi là, là là làm uh, tăng cái độ Iran uh, uranium lên và sẵn sàng làm vũ khí nguyên tử do đó rất là nguy hiểm do đó ông tổng thống Trump muốn thứ nhất là phải đàm phán trở lại phải có một cái hiệp định bảo đảm chắc chắn là không có cho Iran uh, có vũ khí nguyên tử đó là cái quyết tâm như vậy nhưng mà cho đến bây giờ thì cái sự thuyết phục của tổng thống uh, Pháp uh, cũng không thành công cái uh, rồi, và sau đó chưa hết thì họ bên Âu Châu đấy thì họ có bàn với nhau là vì ông Donald Trump với bà uh, Thủ tướng Đức đấy uh, Angela Merkel đó, thì không có được uh, gọi là, là, là là đồng thuận với nhau nhiều do đó hai bên bàn với nhau ông Macron là vì có cái thân tình với ông 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 Trump thành đã qua trước và ông ông Macron vừa đi thì bà bà Macron qua liền đó, thì cũng là những cái cái hồ sơ đó nhưng mà qua làm việc với ông Trump thì cũng không có thuyết phục được chưa biết tổng thống Trump sẽ quyết định như thế nào bởi vì ông còn họp với hội đồng an ninh quốc gia phải họp với các cố vấn để xem xem rằng những cái điều mà tổng thống Macron đưa ra cũng như bà Macron đưa ra nó có đem lại cái lợi ích cân bằng về 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 thương mại rồi an ninh về quốc gia nó có phù hợp với với cái nhu cầu của nước Mỹ không lúc đó tổng thống Trump mới quyết định vì vậy ông cho cái thời điểm là ngày 12 tháng 5 này nếu không có một cái sự thay đổi thì Mỹ sẽ rút ra khỏi cái hiệp định đó và nếu Mỹ, Mỹ rút ra khỏi đó thì chắc chắn nó sẽ có một cái sự xáo trộn nhưng mà chúng ta chưa biết nó như thế nào. Đó vâng, là... cảm ừ. ơn ông Đỗ Như Điện với những cái thông tin vừa qua, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta với tổng thống Pháp và chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày tháng tới thì sẽ có những cái tin tức gì thì ông Đỗ Như Điện sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn ông Điện. Rồi, cảm ơn quý thính giả giả. Yeah.